Thưa sư, mình có ý niệm tà dâm với người khác, có hành động một chút, nhưng không ảnh hưởng đến người khác, người đó cũng không hay gì. Mình cũng biết lỗi và tự sám hối. Thì tội như thế nào có nặng không sư, liệu có xuống địa ngục? Sở dĩ mà sư để lại cái này á, để lại câu hỏi này là bởi vì đầu tiên á, thì sư vẫn khuyên là quý vị nên làm ơn làm phước đi học kỹ giáo lý giùm sư. Sư đã có giảng rất là rõ về vấn đề này rồi. Nhưng mà có nhiều khi quý vị nghe mà quý vị không có chú tâm, thành ra là mình cứ lỡ mất nội dung quan trọng. Giờ mình cứ hỏi tới hỏi luôn một vấn đề. Về cái câu hỏi này thì về cái ý niệm tà dâm thì nó có mang lại cái nghiệp gì hay không? Thì xin thưa là nó còn tùy vào cái đối tượng mà mình có cái ý đó. Ví dụ như ở trong Chú Giải Pháp Cú thì có nhắc đến trường hợp là Ngài Anuruddha, Ngài rất là đẹp. Thì trong một lần Ngài đi tắm lên, một chàng thanh niên nghĩ Ngài thấy cái màu da, cái sắc tướng của Ngài đẹp quá và có cái ý nghĩ là chà, cái người này mà phải là con gái thì ngon lành quá quá ha. Thì một cái ý nghĩ bậy như vậy thôi, chứ cũng không đi gì đến cái mức mà sâu xa hơn đâu. Nó chỉ mới nghĩ là trời, người này phải chi là con gái thì nó ngon quá. Vừa suy nghĩ như thế thì ngay lập tức vị này, cái nghiệp nó trổ ngay lập tức, và vị này biến thành phụ nữ. Và vị này xấu hổ bỏ xứ mà đi. Về sau này thì gặp một cái người bạn ở Đồng Hương và sám hối trực tiếp với Ngài Anuruddha. Và khi sám hối trực tiếp với Ngài Anuruddha đó, thì mới thoát khỏi cái thân người nữ và có lại thân người nam. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý chính là cái đối tượng mà mình có cái ý niệm mà bậy bạ đó, dù chỉ là ý niệm thôi, thì đối tượng đó là có giới đức hay không có giới đức, nó sẽ quyết định cái chuyện là nghiệp nó nặng hay nhẹ. Mà chỉ riêng cái việc là mình có cái ý niệm bậy bạ thôi đó, bản thân nó đã là nghiệp rồi. Không có nghĩa là mình cái đối tượng mình lẫn cái người phàm phu đó, mình có ý niệm mà dâm dục với họ thì nó không có nghiệp nha. Nó có nghiệp nhưng cái nghiệp nó nhẹ. Nó nhẹ hơn cho nên là nó không có biểu hiện rõ. Nhưng mà nên nhớ, nếu như mình sự đối chiếu theo cái chú giải pháp cú bằng câu chuyện ở trên, thì nếu như mình có ý niệm dâm dục với cái người nữ thì nó sẽ gieo một cái nghiệp ở một cái kiếp vị lai nào đó, mình sẽ mất cái thân người nam. Nó không có nặng đến cái mức là để cho mình đi địa ngục hoặc là để cho mình mất liền thân người nam, nhưng mà nó sẽ tích lũy ở trong đó. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng. Còn cái chuyện mà quý vị tự sám hối thì xin thưa, ở nói nó kỳ nha, ở trong kinh và trong luật hình như sư không thấy chỗ nào tự sám hối. Tức là mình làm lỗi với một đối tượng nào đó, dù là suy nghĩ thì mình phải sám hối trực tiếp với người đó, chứ không có cái chuyện mình tự sám hối. Nếu mà vị nào tìm được một cái đoạn kinh nào đó mà có cái việc là tự sám hối thì hoan hỷ cho sư biết, chứ sư không thấy. Cho nên là sư đưa ra các vấn đề như vậy. Tổng hợp lại thì quý vị tự suy nghĩ đối chiếu về cái trường hợp của mình. Và không biết đại đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Như quý vị cũng đã biết rồi đó, những cái vấn đề mà về gọi là ý nghiệp á, thì bản thân đức Thành Tại và sư cũng có nhắc đi nhắc lại cũng khá là nhiều. Mười thập thiện thì cũng có 10 thập ác. 10 thập ác ở đây thì sư nói về ba cái ác mà thuộc về ý. Đó là tham ác, sân ác và tà kiến ác.
Ở đây á thì cái vị này đặt câu hỏi á, nói là khi mà có ý niệm tà dâm á, với người khác hoặc là có hành động một chút nè, không ảnh hưởng đến người khác thì mà người đó cũng hay không hay gì, thì là một cái nặng hay không? Thì xin thưa quý vị, ở đây là sư chỉ phân tích về khía cạnh mà mình gợi ý khởi ý nha, khởi ý là mình muốn 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 ý niệm tà dâm thôi. Thì nó rất dễ, sư nói nghe, nghe quý vị nghe kỹ nha, rất dễ rơi vào cái gọi là tham ác. Bởi vì sao? Bởi vì trong quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận Hậu Sớ Giải của ngài Khải Minh đó, thì có phân tích đó là cái chi mà của tham ác nó có hai. Đó là thứ nhất đó là để cấu thành tham ác, nhất là tài sản của người khác. Chi thứ nhất. Chi thứ hai là có tâm suy tính làm cho trở thành sở hữu của mình. Để phân tích rõ hơn đó, thì để quay quay về cái câu chuyện của Đại Đức Hạnh Tuệ nói về thanh niên Sô-rê-giá mà phạm đến ngài Maha-cách-cha-na-ná, thưa quý vị, thì Xuân cũng hoàn toàn đồng ý cái câu chuyện này. Thì trong đây á, trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận Hậu Sớ Giải á, cũng có đề cập cái câu chuyện này, thì nói là riêng cái suy nghĩ bất bất thiện, thưa quý vị, mà khởi lên á, mà sai thôi, thì cái điều tư duy bất thiện này nè, của nghệ của Sô Đế Giá này nè, được liệt vào tham ác không, mà nhưng mà không vào không nhưng mà không vào không phạm vào nghiệp đạo. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chi thiếu chi thứ nhất đó là tài sản người khác, đúng không? Ở đây là có tâm suy tính là muốn muốn cái đó là sở hữu mình thôi, đúng không? Cho nên quý vị phải lưu ý vấn đề này. Còn để gọi á là tham ác á, tham ác theo đúng nghĩa thì tự mình phải suy xét, giống như cái đối tượng mà mình khởi lên muốn ý niệm tà dâm người đó đó, là muốn chiếm đoạt đó, thì mình có biết rõ là ví dụ một người con gái đó họ đã có chồng hay chưa, họ đã đính hôn hay chưa. Nếu á, nếu quý vị là khởi niệm ý niệm với những người mà có chồng đó, có chồng có vợ rồi đó, thì cái đó là thuộc tham ác. Mà vấn đề tham ác thì vậy, nó cũng rất là nguy hiểm, tại vì nếu quý vị huân tập cái này một thời gian rất là dài nha, nghĩa là quý vị không có tại vì ý, thưa quý vị, những việc ý này nè là phải dùng thiền định, là thiền chỉ đó, thiền samatha đó, hoặc là thiền vipassana đó, để quý vị để mình trấn áp nó, và thiền tuệ để đoạn trừ. Còn nếu mình nuôi nó trong một thời gian dài đó, thì cái vấn đề mà gọi là có khả năng, gọi sẽ gọi là có khả năng nha, bốn khổ cảnh nó vẫn có chứ không phải không có, thưa quý vị. Cho nên một lần nữa sư có cái lời khuyên đó, của cái vị này nè, là nếu nếu bản thân vị này hỏi câu hỏi này nha, mình thường xuyên có những cái tư duy á, về ý á, bất thiện nè, nó như vậy nè, nó có thể là tham ác hoặc là có thể không đủ là tham ác, nhưng mà để khắc phục nha, khắc phục nó thì các kỳ sự khắc phục đó, thì sư nghĩ là mình nên tham gia khóa thiền. Thì Đại Đức Hạnh Tuệ sắp tới cũng mở khóa thiền đó, vị nên tham gia đi, tại vì đây là một cái nghiệp mà về ý nó rất là nguy hiểm, chứ đôi khi mình không có biết, mình nghĩ mình xem thường. Trước khi kết thúc câu hỏi này á, thì cũng mong quý vị lưu đến Đại Đức Hạnh Tuệ có kể về câu chuyện của thanh niên Sô Đề Giá đó, mà mạo phạm đến ngài Mahakacchajana đó. Quý vị phải biết cái câu chuyện này. À, và còn một câu chuyện nữa là như vậy. Câu chuyện này cũng nó thiên về cái, có nghĩa là nó cũng có về khẩu thì vậy, nhưng mà vẫn thiên về ý nghĩ, là ngài Bí Đinh Đá Quách Chá, ngài Bí Đinh Đá Quách Chá là cái vị mà thánh A La Hán, nhưng mà có những cái hành xử của ngài rất là trịch thượng, do trong quá khứ liên tục 500 kiếp ngài là một Bà La Môn vương giả, cho nên là vương giả thì có kẻ ăn người ở, kẻ hầu người hạ. Đó, cho nên họ ngài nói chuyện, tuy là ngài La Hán nhưng mà ngài nói chuyện rất trịch thượng, nhưng mà không có, ngoài ngài ngài hoàn toàn đoạn trừ ô nhiễm rồi. Thì cái lần đó là có một ông nông dân này, ông mới chở một cái xe mè, ông mới đi,
thì đại loại ngài mới nói là ngài mới nói là đại loại ngài kêu là ai cha đi, đi đi kiểu gì đó, ai cha đi 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 ấy là đi chở gì vậy. Thì trong ý nghĩa của ông này á là ông nghĩ không tốt rồi, nghĩ ông nói là ông nói là sao mà ăn nói ăn tu hành ăn nói chị thượng vậy? Thì ông mới nói thành lời, ông mới nói là đại loại giống kêu phân chuột à, phân chuột gì. Thì thời điểm đó là các, tất cả các mè, tất cả các đống mè của ông á là biến thành phân chuột đó. Thì khi mà ông sám hối với ngài thì cái đó mới trở lại bình thường. Cho nên là qua hai câu chuyện là của thanh niên Suraya và cái câu chuyện Bà La Môn, quý vị phải lưu tâm cái vấn đề sám hối là mình phải đúng như Đức Hành Tại nói, mình phải cần, mình đã mạo phạm ai thì mình cần đến người đó để mình sám hối thì nó mới đúng ý nghĩa hơn. Và một lần nữa sư khuyên, nếu mình có những cái bất thiện về phần ý, đó là tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì ý thì phải thực hành thiền thôi quý vị. Chỉ có niệm với định mạnh thì quý vị không bị chi phối bởi, không bị chi phối nghĩa là không bị chi phối thường xuyên bởi những cái bất nghiệp bất thiện qua đường ý thôi. À, cũng mong quý vị sẽ, nếu quý vị có tâm thì nên tham gia khóa thiền để cho quý vị có được cái thiện tâm nó tốt hơn. Và cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.